Cùng với các loại hình vui chơi giải trí thì bơi lội cũng là bộ môn được các em nhỏ yêu thích, đặc biệt là trong những ngày hè. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, nhiều hồ bơi đã được các tổ chức cá nhân đầu tư theo phương thức xã hội hóa nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cho các em, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại thành phố Bảo Lộc. Đây là hồ bơi Giang Sơn, đóng chân trên địa bàn phường Lộc Nga, thành phố Bảo Lộc. Một trong những hồ bơi được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và đang trở thành địa điểm thu hút khá đông các em nhỏ đến học bơi trong mùa hè này. Theo cái nhu cầu của địa phương, tôi thấy ở Bảo Lộc này là chưa có hồ bơi, mà phụ huynh học sinh là họ cần cho con em có một cái sân chơi và một cái chỗ để cho con em học bơi để có một cái kỹ năng sống. Nhiều khi đi chơi rồi tắm sông tắm suối lại sợ bị đuối nước, thành thử ra tôi mới tập trung đầu tư một cái hồ. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bơi lội là điều kiện thuận lợi để giúp con em mình biết cách xử lý những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, đồng thời cũng là biện pháp để rèn luyện thân thể. Vì thế mà nhiều bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã chú trọng công tác cho con em mình tham gia các lớp học bơi tại địa phương. Vì thứ nhất đó là hè thì các cháu cần có chỗ giải trí. Cái thứ hai nữa thì cần cho các cháu nó dạn dĩ hơn với nước. Và khi nó dạn dĩ rồi thì mình sẽ cho nó học bơi để mà giống như là hỗ trợ trong cái kỹ năng sống của nó. Cho các cháu tới đây học bơi thì nó sẽ hạn chế được cái việc đuối nước khi mà các cháu có thể là những cái ao hồ, bởi vì xung quanh mình ao hồ sông suối rất là nhiều, mà cái tình trạng đó thì làm phụ huynh cũng lo lắng lắm, cho nên cái việc học bơi là rất là cần thiết. Mùa hè thì em hay đến đây bơi và em cảm thấy môn bơi lội rất là bổ ích. Nó giúp cho ta khỏe khoắn, thêm rèn luyện được thể chất và giúp cho ta bảo vệ ta những khi mà có những khi mà đi đến những nơi như sông hồ hoặc là biển. Thời gian trở lại đây, trước nhu cầu thực tế của địa phương, thành phố Bảo Lộc đã xuất hiện các hồ bơi được đầu tư xây dựng theo phương thức xã hội hóa. Theo thống kê, hiện nay toàn thành phố Bảo Lộc có 3 hồ bơi đã được đưa vào hoạt động để phục vụ nhu cầu bơi lội của người dân. Điều đáng nói ở các hồ bơi này là được đầu tư bài bản, hiện đại. Ngoài là nơi đào tạo kỹ năng bơi theo nhu cầu xã hội, thì các địa điểm này còn là nơi kết hợp với chính quyền địa phương để tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho các em học sinh trên địa bàn. Trước tiên là để giúp cho các em nhỏ đỡ bị đuối nước. Chứ chúng tôi không có thuộc về kinh doanh hoàn toàn hết, cho nên có những lớp bơi để chúng tôi giúp cho phường, cho thành phố, để phường và thành phố quy tụ những em có những hoàn cảnh khó khăn về với hồ bơi của chúng tôi để học, để biết bơi, để đỡ bị đuối nước, và cha mẹ của các em cũng được an tâm. Có thể nói với việc đưa vào hoạt động các hồ bơi là điều kiện thuận lợi cho các em nhỏ nâng cao kỹ năng bơi lội, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước có thể xảy ra. Nhưng các hồ bơi này chỉ mới đáp ứng nhu cầu của các em nhỏ ở khu vực thành thị. Vấn đề đặt ra là trẻ em khu vực nông thôn vẫn đang rất cần những hồ bơi như thế này trong hoạt động vui chơi, nhất là trong những dịp hè.